Xin chào tất cả các anh chị và các bạn. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu cái cổng từ AM. Đây là cổng nhựa. Khi các anh chị và các bạn lắp thì chúng ta sẽ mở cửa ra vào vẫn được và nó sẽ không bị vướng. Và hiện tại ở shop mỹ phẩm này ở quận 2 thì nó có 3 cánh. Và khi các bạn mở ra vào thì nó sẽ không vướng và mở thẳng cửa ra thì nó sẽ không đụng cái cổng từ nhựa phía bên hông. Như các bạn thấy đây là ba cánh và hiện tại là đang đi nổi. Và đây là không gian bên trong shop mỹ phẩm khi các bạn kéo ra và khi các bạn đóng vào. Và đây là các sản phẩm bên trong của shop mỹ phẩm được trang trí rất chi là đẹp. Và shop này nằm ở đường Nguyễn Duy Trinh, quận 2. Cảm ơn anh chị và các bạn đã theo dõi. Hãy like và đăng ký ủng hộ kênh.